cái nước còn tí nào không em? À đây vẫn còn một ít này. Còn bố của em cô là chắc là đang đi chuẩn bị gừng với cả đấy, có con gà ở dưới kia là ông nhanh lắm, cuốc được ba xẻng bữa. Người thấy mùi mồi nhậu là nhanh lắm. Con gà thì nhanh mà. Ừ. Vừa nãy thấy mình vào là cũng đánh ba cái bữa để gọi là cho nó có mặt đấy. Mình quay đi quay lại cái biến mất luôn. Cái cửa kia mở ra cho nó thoáng. Cô ơi, em ra mở cửa kia ra đi. Ly mới đi học về à? Hôm nay khai giảng hả cháu? Năm nay là lớp 7 hay lớp 8 nhỉ? Lớp 7. Lớp 7 A hay 7B? 7C. Thế năm nay thầy chủ nhiệm hay là cô chủ nhiệm? Thầy dạy nhiều môn không hay là dạy một môn hả cháu? Là thầy dạy môn văn và môn giáo dục thể chất. Hôm nay là ôi cái áo chú tặng đây hả? Vâng. Có thích không? Có. Hôm nay khai giảng, mai bắt đầu học đúng không? Vâng. Đấy, thưa mọi người là cháu cũng muốn đón Ly xuống Hà Nội học nhưng mà gia đình không cho, thế thì Ly lại phải tiếp tục học ở ngôi trường này vậy. 99 là chưa học. Ngôi trường này nói chung ở trên đấy chất lượng nó chỉ được như vậy thôi, không thể nào mà đòi hỏi nhiều được. Mọi người biết giáo viên ở vùng cao này cũng khổ đủ đường chứ cũng không phải là sướng đâu. Trên đây thứ nhất là xa nhà rồi thì lương cũng không hề cao tí nào, lương giáo viên thấp. Và còn làm việc các cháu nhỏ ở đây thì mọi người cũng biết đây là cái dân trí cũng thấp nên là đào tạo nó cũng khó. Đào tạo các cháu nó cũng khó. Nói chung là mình cũng không nói đi cũng phải nói lại, các thầy cô cũng vất vả. Nhưng mà cái chính ở đây là các cháu tự học thôi. Mà với cái hoàn cảnh như này thì học hành gì đúng không mọi người? Bố thì nát rượu, suốt ngày phải đi làm mọi thứ. Thậm chí còn phải làm cái chân say vặt cho bố đi mua rượu nữa. Thời gian đâu mà học. Thôi có lẽ là duyên số thôi. Có muốn xuống Hà Nội học nữa không ở Ly? Có muốn xuống Hà Nội học không? Bây giờ là không dám muốn như ngày xưa nữa hả? Ngày xưa là rất là muốn. Đấy, khi là cháu hỏi là thích đi Hà Nội không, trả lời có ngay. Đây là chỉ có bố mẹ cho là đi đúng không? Không biết bố mẹ có cho không? Đang rất là bần thần mọi người. Đấy, đây là bát cơm của cháu chính này. Đây là rau gì đấy? Rồi, mộc, này. À, kiểu rau dại mới được cơm. Chính ăn cơm ngon không cháu? Chính ơi. Đấy, ăn cơm mọi người nhìn này, đấy. Chính năm nay 2 tuổi, bao nhiêu tuổi nhỉ? 2 tuổi. Đấy, mọi người ở dưới Hà Nội, ở đồng bằng vùng xuôi thì con cái nhà toàn là những viên vàng, viên ngọc thôi. Ăn uống là phải cả nhà nhảy vào giỗ rồi thì làm diễn viên, siêu nhân, các thể loại các cháu mới ăn. Trên đây là không có đâu anh ạ. Đấy. Trên đây là chỉ có cơm với cả rau mà còn ăn. Ăn còn không có. Đấy, các cháu là cháu đang ao ước là các cháu nhỏ ở vùng miền xuôi mà xem được cảnh này là phải ngoan lên. Đấy, trên đây người ta khổ, người ta chẳng có gì mà ăn này. Ở dưới nhà bản thân nhà cháu là trước cái nhỏ nhà cháu cũng thế. Ăn là cũng phải gọi là nhiều khi là mình phải nói là lịnh ấy, phải lịnh nó mới ăn đấy. Ở trên này không ăn nó đói thối mồm mà còn chả có mà ăn đấy, muốn ăn chả có ấy. Ở dưới kia là lịnh cơm này thịt đầy bát mà còn phải lịnh nó mới ăn. Kiểu sướng quen mà. Ngày xưa cháu nhỏ cũng không có thịt ăn đâu mọi người ạ, toàn ăn cơm với cả giềng răng mỡ với cả là đường phèn với cả cái gì đó, muối vừng, nói chung là cũng
khó ăn lắm. Nhưng mà bây giờ điều kiện hơn một tí mà bảo mình ăn lại những món đấy mình không ăn được. Đấy, đâm ra kiểu là nó quen mồm ấy. Vì sao mà các cháu nhỏ dưới xuôi mà lại như vậy, cháu nghĩ là cũng là quen mồm. Ăn nhiều đồ ngon nó quen rồi. Còn trên đây mà cho ăn một bát cơm mà có thịt thì ông đánh mà ba bát. Oanh oanh. Cái gì? Nhà chính nhỉ? Thích ăn thịt không? À chưa biết nói. Đây chỗ rau của cô trồng đấy hả San? À. Nhưng mà trồng rau gì ở trong bao tải đấy? Đỗ à? Ô thế là cũng chăm phát đấy chứ nhỉ? À, không biết trồng cây, trồng rau để ăn cũng chăm đấy. Nhưng chả biết có tưới, có gì khô khốc này thì chưa chết toi. À có mọc mầm đấy đấy. Đây mọc mầm hết rồi đấy. Mọc rồi đấy, đừng bới nó hỏng. À, cái gương của cô là cô thừa ra là cô cho bỏ vào đây. À để trồng rừng bằng cái bao tải này là đúng rồi. Còn cái hôm qua mình mua nhiều xong rồi cô trồng không hết bên kia xong rồi cô. Đó cái vườn rau mà em à kia hả? Dạ. Tốt rồi. Đây trồng bí này. Đó đây hôm trước làm ấy. Ừ. Trước bảo là trước trồng bí. Cái này là bí xanh. Đấy, lên rồi đấy, cây to rồi. Ừ. Đấy, em San là rất là chịu khó. Đấy, hướng dẫn em cô trồng rau rồi gia tăng thu nhập chủ động cái nguồn thức ăn. Đấy, vườn rau này, này vườn rau trông nhỏ này thôi mọi người nhưng mà cũng đủ ăn đấy, gia đình có mấy người thế là thoải mái ăn. Mấy nữa là cô có nhà mới rồi. Đấy, tạm biệt cái ngôi nhà cũ kỹ. Nói là nhà thì nó hơi sang nhưng mà thực chất là cái này nó không giống nhà lắm. Mọi người nhìn xem này. Đấy. Đấy, cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau chung tay góp sức để cho cô có một cái ngôi nhà mới kia. Thì sau đó là cô rồi Ca rồi thì Giao Ly bốn bé sẽ xuống kia ở để tránh khi mà ông bố ông nát rượu ông đánh đập thì xuống đấy để ở. Thế còn ông bố là ông sẽ ở đây một mình. Đó. Tạm thời là như thế. Để chứ, tức là các cháu nó có cái không gian thoải mái để sống thì bệnh tình của em cô và em Ca thì cũng sẽ thuyên giảm. Và đặc biệt là em Giao, em Ly thì sẽ không bị phát bệnh. Chứ mọi người mình mà ở đây với ông bố như thế thì chắc mình sớm muộn thì cũng điên thôi. Để tách xa ông ấy ra khỏi các người con thì con cái mới yên ổn được. Đấy, vừa mới làm được một chút thì ông bố là đã đi giấy rồi. Bỏ đi để đi tìm đồ để thịt gà ăn rồi thì đi mua rượu rồi. Đấy, khả năng là trưa nay là lại say. Đấy mà ngày lấy 500 nghìn đấy mọi người. Làm nhà cho con gái lấy công ngày 500 nghìn đấy. Không cho không được mọi người ạ. Không cho là ông lại phá, ông đập, ông đến ông rút nước, rút điện, ông đập nhà, đập cửa. Đúng mà trên đời cái gì cũng có thể xảy ra. Thế cháu chưa bao giờ gặp một người bố nào mà tệ như thế. Tệ thật sự luôn. Không giúp được con thì thôi phá nữa. Này, cháu Ly thì là mặt rất là buồn. Cũng muốn xuống Hà Nội học nhưng mà bố mẹ không cho. Thực ra là mẹ muốn cho nhưng mà bố thì không đồng ý. Chứ không phải là bố mẹ không cho. Bố mẹ gì mà cho đón xuống Hà Nội đòi 10 triệu một tháng. Tức là ngoài việc nuôi Ly cho Ly học đòi thêm 10 triệu. Thì chịu rồi. Bây giờ chị Ca ngủ ở đâu hả Ly? À ngủ ở cái chỗ đấy hả? À. Sắp tới có nhà mới cháu có xuống kia không? Xuống kia là ở một phòng để mà học cho nó dễ đi ạ. Ừ. Trên đây là cho bố ở đúng không? Bố ở nên bố say rượu kệ bố. Mua rượu rồi.
Cháu mở cho chú cái cửa này ra. Bố khóa. À, bố khóa. À, bây giờ lại đi học buổi chiều à? Mấy hôm nữa cái sách vở với cả bàn chú mua mang xuống nhà mới nhá. Chú mua thêm bóng điện với cả đồ đạc để học. Mấy chị em ở chung nhau ở dưới kia. Làm sao buồn thế hả cô? Đấy, vui buồn thất thường lắm mọi người ạ. Vừa rất là tươi, giờ lại buồn. Sao? Tính ra là em cô này thay đổi cũng nhiều ấy nhỉ. Cái đợt anh em mình lên là đầu tóc bù rù, sau đó thì là đưa đi gội đầu vài hôm thì lại quen thì bây giờ lại thích gội đầu. Bây giờ là còn biết cả trồng rau nữa. Như vậy là về cơ bản thì cũng có cái chuyển biến tốt, tích cực rồi. Ít nữa mà chuyển xuống dưới kia ở thì là không bị bố đánh bố chửi nữa. Có thích không? Có thích xuống kia nhà mới không? Em thích xuống nhà mới không? Với lại còn soi gương bột tóc mà chải đầu các kiểu ngắm. Thế anh từ Hà Nội lên đây hay anh lên ho ốm hết rồi mà hỏi em tụt cả lưỡi không trả lời, anh buồn lắm cô ạ. Vậy anh hỏi em nhé, em có thích ở nhà mới không? Có biết thích ở nhà dưới kia không? Có. Thế có thích ở với bố không? Không à. Có thích ăn thịt gà không? Tí anh thịt nhá. Hả? Này không ăn như thế bẩn rơi xuống đất đừng nhặt thế. Nói một hai câu, nói câu thứ ba là cáu đấy. Cũng ương lắm. Thế tưới rau chưa? Hả? Tưới rau chưa? Sợ hít cả sáo rồi. Tưới rau chưa? Đi tưới rau đây không chết. Không biết sao. Lại không biết. Thế tí anh cho chính đi xuống Hà Nội nhá. Không cho. Anh đùa đấy. Bây giờ anh đi thịt gà nhá. Hả? Anh đi thịt gà với anh đi. Nào nhặt bật. Đi thịt gà nhá. Hả? Có biết thịt gà không? Không có đấy ạ. Không có, gà kia kìa mua một con để dưới kia rồi. Không biết hả? Không biết thịt á? Nhưng thế có biết ăn không? Không biết ăn á? Không biết sao? Thế có thích ăn thịt gà không? Có. Đúng rồi, ơi, có to lắm. Thế là nấu sẵn cho ăn nhá. Không biết. Thích ăn nhưng mà không thích nấu. Có lẽ là cũng phải dần dần thay đổi, đúng không ạ? Có nhà rồi thì sau là cháu sẽ mua thêm cái đất bên cạnh đấy để nuôi gà, để trồng rau nuôi gà, để tự cung tự cấp. Thì dần dần là mọi người sẽ không phải ấy nữa mà tự em cô nó phải làm, tự trồng rau, tự nuôi gà, như vậy là cũng đủ ăn. Trên đây nó cũng chỉ gần vậy thôi. Con cái thì cũng còn đang nhỏ thì thôi phải chấp nhận, cũng không thể nào mà mình tìm cách là bữa nào cũng có thịt thà đầy đủ mà người mình chỉ giúp đến một phần nào đó thôi. Tức là cho người ta cái nhà này, cho người ta cái mảnh đất để trồng rau nuôi gà, mua cho một đàn gà con đấy, tự nó đẻ trứng rồi hai mẹ con nuôi nhau. Hay gà đẻ trứng thì lấy trứng ăn, hoặc là gà lớn thì thịt ăn, để mua thêm con lợn con dê nữa đấy, cũng phải tự làm chứ mọi người không thể nào mà đồng hành cùng em cô suốt cuộc đời được. Chỉ đồng hành đến một cái giai đoạn để em có thể tự làm tự ăn được thôi, đúng không? Cũng không phải là yếu đuối gì mà chỉ là cái thần kinh nó hơi bị không bình thường thôi. Nhưng mà các cụ bảo là trời sinh voi sinh cỏ, khi mà đói là tự đầu gối phải bò thôi. Mình cho gà, cho lợn, cho dê nuôi, đói là tự tìm cách mà làm. Cái nỗi lo lớn nhất là có khi là nuôi gà dưới ông bố hôm nào buồn mồm ông ấy xuống, ông ấy ép cái thôi lại mất toi con gà. Hỏi không biết. Một tuần nuôi khi đàn gà không có con nào, cái đấy là một cái lo. Phải tính toán để làm sao ông bố ông ấy không xuống. Đấy, ông còn định xuống dưới kia ông lấy đồ của nhà con gái mang lên lập cho nhà mình ấy. Đấy, bố ấy. Cũng khó, đấy là một bài toán khó nhất. Chứ còn để mà cô sống một mình thì đói chắc chắn là cô phải tự nấu ăn thôi. Đấy là điều chắc chắn luôn, chứ không có một người, kể cả là người điên hay người bình thường, đói là tất cả đều phải đi tìm cái ăn hết, đúng không em? Ừ. Đấy, cái đấy mình không lo lắng, lo nhất là người bố thôi.
Đấy, chính nhà. Bây giờ anh em cháu đi làm cơm đây. Là thịt gà. Thịt gà của cô ăn thịt gà không? Không thấy vừa nãy có to tướng ấy. Hỏi lại xem có to không. Trưa nay có anh em mình ở đây là phải can ngăn không cho ông bố ông uống rượu. Ừ. Đấy, chứ không uống nát rượu. Ông ấy đi đâu mất tích rồi đâu. Uống rượu rồi. Thế có gà cái là không thấy làm luôn, làm 15 phút rồi. Gà gì được 15 phút, cuốc được 3 cái chạy mất. Cuốc 3 cái là mấy phút là ông ấy đi. Ngày rồi 500, không đưa là phá đấy. Thế là ông ấy. Thôi đi thịt gà đây. Đây.